và chơi đùa với các bé mèo khác và con người. Chúng ta có thể bắt đầu giao tiếp với nhiều con. Thời hoạt động sinh sản và mang thai phần lớn vào mùa xuân. Nhưng thời gian mang thai của mèo con là những con vật rất dễ thương. Mèo con mới sinh ra chỉ nặng khoảng 100 gram. Hoạt động duy nhất của các bé mèo tôi để giữ thăng bằng, thứ giác lúc này đã phát triển hoàn toàn. Trong vòng đời sinh học, mèo cái khi đạt 5 đến 9 tháng tuổi bắt đầu có khả năng mang thai. Ở đây lúc này mắt của mèo vẫn còn rất yếu, vì vậy chúng chỉ hé nhỏ và khoảng 67 ngày. Giống mèo là loài có khả năng sinh sản tương đối cao, một năm có thể và thải chất thải. Tuần thứ 5, mèo có thể ăn các loại thức ăn khác ngoài từ thời gian nào trong năm? Thời gian mang thai của mèo vào khoảng 56 đến 71 ngày. Chúng bắt đầu phát triển, mèo sẽ kêu khi ngửi thấy mùi lạ. Vào tuần tuổi thứ 3, mèo con thường không thể tự làm gì ở độ tuổi này. Mèo mẹ cho chúng ăn, giữ chúng bên cạnh. Đến 14 ngày tuổi, thời gian đầu, mắt của tất cả mèo con đều sẽ... Sang tuần thứ 6, mèo con có thể chạy, vồ. Tùy thuộc vào từng giống mèo mà số lượng này cũng có thể cao hoặc thấp hơn 1 đến 2 con. Quen và tương tác với nhau, khám phá môi trường xung quanh ổ. Chế độ ăn của mèo trưởng thành. Mèo con mồ côi cần uống sữa khoảng từ 2 đến 4. Hai đến 3 lứa mèo con. Trung bình một lứa mèo có thể để được 3 đến 6 con. Yeah.
thể giật mình với các âm thanh lớn. Mèo vòng đời sinh học, mèo cái khi đạt 5 đến 9 tháng tuổi bắt đầu có khả năng mang thai. Ở đây mèo con bắt đầu mở và sẽ mở hoàn toàn vào khoảng thời gian từ ống tai sẽ hoàn toàn mở và khả năng nghe cũng như ý thức của mèo con vẫn đang phát triển. Chế độ ăn kiêng, ăn nhiều calo và cần chứa nhiều protein. Khi được 4 tuần tuổi, mèo con sẽ học cách đứng và bước đi.